Ngày 25 tháng 11, tại phiên giải trình về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị tại bãi bồi sông Hồng, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đang tiếp tục kiến nghị thành phố Hà Nội sớm bàn giao bản đồ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5 nghìn và chấp thuận cho 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên lập đề án phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa năng. Khu vực bãi bồi ven sông Hồng, còn gọi là bờ vở sông Hồng, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thuộc hai phường Trương Dương, Phúc Tân có tổng diện tích giao động trong khoảng từ 15,3 tới 18,05 ha với chiều dài bờ sông khoảng 3,8 km. Khu vực bãi giữa có diện tích khoảng 23 ha nằm chủ yếu trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm và có một phần khoảng 1 phần 3 thuộc địa phận quận Long Biên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, quận đã xây dựng các chương trình đề án về phát triển bãi giữa, bãi bồi ven sông trên địa bàn quận thành công viên văn hóa du lịch với định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất và lợi thế tiềm năng, vẻ đẹp tự nhiên của sông Hồng. Lấy sông Hồng là trục cảnh quan tạo ra không gian mở, xanh, có hạ tầng đô thị văn minh hiện đại, làm điểm đến vui chơi, tham quan du lịch. Mới đây nhất hồi tháng 3, quận Hoàn Kiếm từng dự kiến lập đề án xây dựng bãi giữ sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch. Ngoài ra, tại phiên giải trình ngày 25 tháng 11, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đang lập đồ án quy hoạch chi tiết hai phường Trương Dương, Phúc Tân, tỷ lệ 1 trên 500, và phối hợp cải tạo bến thủy Ven Sông Hồng thành bến tàu du lịch chất lượng cao. Quận cũng kiến nghị thành phố xem xét chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan đến phương án xử lý đối với các khu vực nguy cơ sạt lở dọc khu vực bãi nổi Ven Sông Hồng tại địa bàn 2 phường Trương Dương và Phúc Tân. Năm 2022, thị trường bất động sản quay xe hạ nhiệt sau những tháng liên tục sốt đất. Tiếp đó là các vướng mắc về pháp lý của các dự án bất động sản khiến nguồn cung khan hiếm. Những vụ vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bất động sản lớn bị xử lý, khiến niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp của nhà đầu tư giảm sút. Tín dụng được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường bất động sản trong năm 2022 trở nên trầm lắng. Từ thời điểm tháng 3 năm 2022 tới nay, nhiều môi giới bất động sản rơi vào tình cảnh không có giao dịch và một số sản giao dịch càng thu lỗ khi chi phí quảng cáo vẫn đổ ra nhưng không bán được hoặc là lượng hàng chốt không đáng kể. Một số nhà môi giới chia sẻ rằng chưa bao giờ thị trường lại trầm lắng đến thế. Dù thị trường khan hiếm nguồn hàng nhưng các phân khúc tính thanh khoản đều thấp. Trung cư nội đô Hà Nội vốn khan hiếm trong thời gian qua. Những dự án ra hàng thường hết ngay và giá ngày một tăng. Thế nhưng thời điểm vừa qua, một dự án trung cư khu vực phía Nam Hà Nội phải chiết khấu giảm đến 30% để bán hàng. Biệt thự ven biển vốn là dòng sản phẩm hút khách, có chủ đầu tư giảm đến 40% để bán hàng, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Với những người bám trụ với thị trường thời điểm này thì hầu hết là môi giới lâu năm, có sự tích lũy cả kinh nghiệm lẫn tài chính, chờ đợi sự khôi phục của thị trường bất động sản. Với môi giới mới vào nghề hoặc hoạt động trong thời gian ngắn từ 1 đến 2 năm thì hầu hết là rời bỏ thị trường, đổi nghề vì không thể kiên trì cũng như nhiều tháng không có thu nhập. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 300.000 môi giới bất động sản đang hoạt động. Tuy nhiên, số lượng môi giới được cấp chứng chỉ hành nghề rất khiêm tốn, đạt khoảng 35.000 người. Đại bộ phận các nhà môi giới hiện chỉ được đào tạo ngắn hạn về chính sách bán hàng của dự án bất động sản, thiếu chuyên nghiệp và chưa mang tính lâu dài. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thời kỳ thị trường bất động sản sôi động, đặc biệt là giai đoạn sốt đất, đã chứng kiến sự bùng nổ nhân sự của nghề này. Mức hoa hồng khủng của mỗi giao dịch thành công khiến nghề môi giới bất động sản có sức hút riêng việc kiếm tiền có phần dễ dàng nên nhân sự của rất nhiều ngành nghề khác cũng tham gia vào làm môi giới bất động sản. Nhân sự ngành môi giới tăng nhanh và nhiều cũng không hẳn là tốt, thiếu đi tính chuyên nghiệp và không qua những khóa đào tạo bài bản. Khi thị trường trầm lắng khó khăn, ngành bất động sản có biến động lớn thì một bộ phận môi giới không trụ được, nghỉ việc, bỏ nghề. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để ngành môi giới bất động sản thanh lọc nhân sự, các đơn vị tuyển dụng có những kế hoạch dài hơi, bài bản hơn. Trên thực tế, sự bùng nổ nhân sự môi giới bất động sản đi cùng với quy trình tuyển dụng dễ dãi ở một số đơn vị thời gian vừa qua, điều này khiến ngành môi giới bất động sản thiếu đi tính chuyên nghiệp, các môi giới thiếu kiến thức và kỹ năng. Đợt thanh lọc này sẽ giữ được bộ phận chuyên nghiệp, cũng là bộ phận giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững, ông Nguyễn Văn Đính nói. Thông tin từ ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Triệu sẽ chính thức khởi công ngày 14 tháng 12 ở hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đây là hợp phần A trong tổng số 2 hợp phần của dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Triệu. Kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và thành phố Đà Nẵng. Dự án nằm tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triệu do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm các hạng mục đê kẻ chắn sóng 1.170m, luồng tàu, vũng quay tàu, hệ thống báo hiệu cho tàu đến 100.000 DWT. Giao thông đường bộ kết nối đến cảng, hạ tầng cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng cảng. Trước mắt đường kết nối đến cảng Liên Triều sẽ làm theo quy mô 6 làn xe. Khi lập quy hoạch phân khu sẽ tiếp tục tính toán một tuyến đường khác và tổ chức giao thông theo hướng một chiều vào cảng và một chiều ra cảng, đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi. Cảng Liên Triều là một trong ba cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container. Dự án gồm hai hợp phần, hợp phần A với kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và Đà Nẵng, dự kiến khởi công vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. Hợp phần B giai đoạn khởi công với tổng diện tích 44 hecta, quy mô hai cầu cảng 750m, được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân dự án thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ doanh nghiệp đầu tư sẽ được hưởng đầy đủ ưu đãi về đất đai thuế thu nhập doanh nghiệp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác